Ok. Giờ mình tiếp tục cái đề cương ôn tập hôm trước. Nhá, hôm trước thầy đã giao về các bạn cái làm toàn bộ phần trắc nghiệm đúng không? Của cái đề Xuân đỉnh. Thì hôm nay thầy sẽ nói một vài câu tiêu biểu trong cái đề này. Nhá, câu dễ quá thôi, câu dễ quá dạng một mức 1, mức 2 thầy không nói đâu. Cái đấy mà bạn sai đó là lỗi của bạn. Nhá, đây thì thầy nhấn mạnh là một vài câu cơ dạng nó khác khác đi một xíu. Đây. Câu đầu tiên thầy muốn nói là câu 24. Câu bằng trắc nghiệm. Nào. Hàm số này có giá trị lớn nhất bằng. Bây giờ lại cho mình hàm nó tận 3 công thức. Nhìn nhá. Đây là chữa chữa phần trắc nghiệm này. Của đề Xuân đỉnh nhá. Của đề cương của Xuân đỉnh ấy. Câu thứ nhất thầy nói là câu 24. Bây giờ hàm số này nó cho 3 công thức. Đó, nó hỏi giá trị lớn nhất là bao nhiêu. Bây giờ buộc mình làm thì mình chia thành từng trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất. Nếu mà với 0 nhỏ hơn bằng x, nhỏ hơn 2. Lúc đấy mình sẽ thấy là cái hàm số fx của em là bằng x cộng 1. Thì do là 0 nhỏ hơn bằng x, nhỏ hơn 2 á. Nên suy ra này. Cái x cộng 1 ấy, nó cũng sẽ trong cái khoảng gì đó. Tức là bạn sẽ cộng 1 vào cả ba cái vế ở đây này. Đấy, 0 cộng 1 thì là 1, 2 cộng 1 thì là 3. Được chưa? Hay nói khác là cái fx của em ấy. Fx của em nó sẽ thuộc vào cái nửa khoảng từ 1 cho đến 3. Ok, thì cứ biết nhá, chứ ở trong cái khoảng này là fx thuộc cái miền miền này. Tiếp theo trường hợp thứ hai. Với là 2 nhỏ hơn bằng x, nhỏ hơn bằng 4. Thì lúc này fx của ta nó bằng là trừ 1 phần 2 x cộng với 4. Được chưa? Đấy thì do là 2 nhỏ bằng x nhỏ bằng 4 nhá. Nên tôi rút ra này. Đầu tiên tôi sẽ rút là cái âm 1 phần 2 x này trước. Trừ 1 phần 2 x này. Em nhớ là mình học về bất phương trình rồi. Khi nhân với số âm nó đảo chiều lại. Nó đang từ chiều này nó sẽ đảo ngược sang như này. 2 mà nhân với trừ 1 phần 2 thì thành là âm 1. 4 mà nhân trừ 1 phần 2 thành là trừ 2. Ok chưa? Sau đó thì tôi cộng 4 vào cả ba vế. Cộng 4 cả ba vế nè, 4 mà cộng với trừ 2 nhá là ra 2. Trừ 4 cộng với trừ 1 là ra 3. Ok chưa? Hay nói khác trong trường hợp này là cái f của mình thuộc vào đoạn từ 2 cho đến 3. Thấy chưa? Vậy trong ở câu cái trường hợp thứ hai là f thuộc đoạn từ 2 đến 3. Rồi, tiếp tục thử trường hợp thứ ba. Là cái với 4 nhỏ hơn x nhỏ hơn bằng 5. Lúc này f của mình nhá, công thức của người ta cho mình là bằng 2x trừ 6. 2x trừ 6. Thế vậy thì giờ do 4 nhỏ hơn x này, nhỏ hơn bằng 5. Suy ra là 2x này thì các bạn nhân 2 và cả ba cái vế này. Nhớ là nhân thì nhân làm cả ba vế nhá. Nhân 2 cả ba vế này thì bên này là 8, bên này là 10. Nhân 2 mà. Sau đó bạn trừ 6 à. 2x trừ 6. 8 trừ 6 là còn 2. 10 trừ 6 là còn 4. Như vậy là trong miền này là fx của ta thuộc nửa khoảng từ 2 cho đến 4. Đấy không nhỉ? Nào nhìn nhìn kỹ nhá. 1 3 này, 2 3 này, 2 4 này. Thấy không? Nào thế theo các bạn là giá trị lớn nhất trong cái khoảng này là cái thằng nào? Nào em nhìn thấy không nhỉ? Vậy theo em giá trị cái số nào to nhất trong cái chỗ này? Hằng. Bốn ạ. Ừ, đúng rồi, ok, chính là số 4. Vậy là chỉ lớn nhất đây này, số 4 đây này. Nhá, ví dụ mình đánh cái này là 1 này. Cái này là 2 này. Cái này là 3 này. Nếu ngoài là từ 1, 2 và 3. Thì suy ra. Đấy, cái mắc của fx chính là bằng 4. Ok chưa? Mà thực ra nếu mình muốn kiểm tra dấu bằng cũng được luôn này. Nếu bằng 4 ở đây nhá. Thì nó phải ra dấu bằng này, dấu bằng ở đây này, thì dấu bằng ở đây, nhìn nó tương ứng này và nó sẽ là dấu bằng ở đây. Lúc đấy là khi chỉ khí bằng 5. Ta có thể tính hẳn được ra luôn. Đấy không tin mà thay vào mà xem, thay 5 vào mà xem. Đây nhá. Khi mà bạn cứ để nguyên đúng cái chiều của nó ấy, dấu bằng ở cái chỗ này, nó sẽ ứng với cái trên và ứng cái này luôn này. Đấy là xảy ra khi bằng 5.
Đấy, đó là nội dung câu 24. Nào, em nhìn lại về đề bài câu 6 này. Đó là để chứng minh định lý sau bằng phương pháp phản chứng. Nếu n là số tự nhiên và n bình chia hết cho 5 thì n chia cho 5. Thì ở đây thì cái phương pháp phản chứng là như thế nào? Phương pháp phản chứng là chúng ta sẽ giả sử nhé, cái điều ngược lại với điều mà chúng ta cần chứng minh. Ok, ví dụ thế này này, ví dụ mà chúng ta chứng minh ba điểm thẳng hàng. Thì bạn có thể giả sử ba điểm nó không thẳng hàng. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy, bạn giả sử một cái điều ngược lại với điều mà cần chứng minh. Đó, hay là chứng minh số này, ví dụ cái số A đấy là số chẵn chẳng hạn. Thì em giả sử A nó là số lẻ. Hiểu vấn đề chưa? Em phải giả sử cái điều ngược lại với điều em cần chứng minh. Thì giờ em quay lại cái đề bài nhé, nó bảo đây này. Đây, nếu n từ tự nhiên này, n bình chia cho 5 thì n chia cho 5. Thế vậy thì ở đây này. Vậy thì ở đây chúng ta phải chứng minh, chúng ta phải giả sử cái điều ngược lại với điều này, đây này. Ngược lại cái việc là n chia cho 5, tức là mình phải giả sử là gì? Nếu n là không chia cho 5. Ok à? Đấy, mình phải giả sử cái điều là nếu n chia cho không chia cho 5 cơ. Chứ còn đây là nếu giả sử n chia cho 5 thì khác gì cái trên đây đâu. Hiểu vấn đề không? Đó, đã là phản chứng ta phải giả sử cái điều ngược hẳn hẳn lại. Đấy, giả sử cái điều ngược lại chứ không phải giả sử lại là cái điều này luôn thì là không không phải rồi. Thì bạn này làm sai ngay từ giai đoạn 1. Nhá, bạn làm sai ngay từ bước đầu tiên. Là vì bạn giả sử là n chia cho 5 thì này thì cần gì để làm nữa. Đây chẳng qua là bạn chứng minh ngược ngược lại thôi. Em hiểu vấn đề không? Bạn này bạn chứng minh theo chiều ngược lại. Trong định lý của người ta là chứng minh theo chiều xuôi. Đấy, chiều thuận thì bạn chứng minh theo chiều ngược lại, chiều đảo. Hiểu vấn đề không? Thế này, ở trên đề bài nó bảo là n bình chia cho 5 thì suy ra n chia cho 5. Như đây bạn này giả sử n trên 5 mà bạn đi chứng minh là n bình trên 5 thì đây bạn làm này không có ý nghĩa gì với cái bài toán này của mình cả. Ok chưa? Đấy nha, bạn này sai ngay từ bước số 1. Đấy, giai đoạn 1 là sai luôn. Về cái chỗ mệnh đề dùng thuật ngữ điều kiện cần và điều kiện đủ ấy. Đấy thì các bạn còn nhớ cái này không? Cái này học từ rất rất lâu rồi. Đấy, ví dụ là câu thứ nhất này. Nếu một tứ giác là hình thoi thì nó có bốn cạnh bằng nhau. Thì ở đây sử dụng thuật ngữ như câu nhé. Để một tứ giác là hình thoi, điều kiện cần là bốn cạnh bằng nhau. Đấy, thì em xem là cái nào đúng, cái nào sai. Nào, tiếp tiếp tục này. Giải thích qua một một hai câu của một hai ý của câu 8 thôi nhá. Nào bây giờ với cái bài như thế này thì bạn nhớ lại cái kiến thức này. Mệnh đề phát biểu theo cần và đủ này nó sẽ ghi là P đang là mệnh đề kéo theo P suy AQ. Được chưa? Nhá, mệnh đề kéo theo P suy AQ. Thì khi P suy AQ thì mình sẽ cứ nhớ thế này này. P là điều kiện đủ. Q là điều kiện cần. Nhá. P là đủ, Q là cần. Thì các bạn dựa vào đây nhá. Ví dụ trong câu đầu tiên này, nếu một tứ giác là hình thoi thì vậy cái mệnh đề thứ nhất là tứ giác là hình thoi này này. Nó là điều kiện đủ. Ok chưa? Đấy, và cái mệnh đề thứ hai là gì? Nó có bốn cạnh bằng nhau hay là tứ giác đó có bốn cạnh bằng nhau ấy? Là điều kiện cần. Thế là chờ này nha, xem nó phát biểu này. Để một tứ giác là hình thoi thì điều kiện cần là bốn cạnh bằng nhau. Ok, câu này đúng. Đúng không? Bởi vì đúng là cái điều kiện cần là bốn cạnh bằng nhau, đúng là điều kiện cần rồi, chuẩn luôn. Đúng không nào? Hay hoặc người ta nói là điều kiện cần để một tứ giác là hình thoi là bốn cạnh bằng nhau. Đó, câu thứ nhất là đúng nhá bạn nhá, mệnh đề là đúng. Câu thứ hai này, nếu một tứ giác là hình thoi thì vẫn là cái câu đấy nhưng mà nó phát biểu là một tứ giác là một hình thoi thì điều kiện đủ là bốn cạnh bằng nhau. Ok, câu này sai rồi. Bởi vì điều kiện đủ phải là mệnh đề gì? Mệnh đề P cơ. Điều kiện đủ phải là cái mệnh đề gì? Một tứ giác là hình thoi cơ. Đúng không nào? Thế nhá, bạn cứ nhớ thầy nhá, khi P suy AQ thì P là điều kiện đủ, Q là điều kiện cần. Ok chưa? Đấy, bạn dựa vào thế. Nói chung cứ mệnh đề nào nếu P thì Q đấy. Nhá, nếu P thì Q đó là mệnh đề kéo theo đấy. Thì P là đủ, Q là cần. Nhá. Thì nó ví dụ là điều kiện cần là thì phải là Q. Rồi điều kiện đủ là thì phải là P. Thì em tương tự với câu khác em làm theo hướng đấy nhá. Cái này là về lý thuyết thôi. Xem nào, quay lại câu bạn hỏi cái câu 18. Câu 18.
hàm số đồ thị như hình vẽ hàm số đồng biến trên khoảng nào. Ok, các bạn nhìn thấy cái đồ thị hàm số này. Đấy nha, trong hình này đồ thị của mình nó cho như này. Đây các bạn nhìn này. Cứ nhớ thầy là đồ thị mà đi lên thì đồng biến. Nhá, nhớ này. Trong câu 18 này, cứ nhớ rằng là đồ thị đi lên thì đồng biến. Nhá, cứ khi nào đồ thị đi lên thì cái khoảng đấy nó sẽ đồng biến. Còn đồ thị mà đi xuống nó sẽ nghịch nghịch biến. Ok chưa? Đồng biến ví dụ mình nhìn trong nhánh này. Cái nhánh thầy đang đưa cái con trỏ chuột đây này. Đây nhánh này đi lên đúng không ạ? Thì nhánh này nó đi suốt từ dưới cùng này lên, tức là nó đi từ âm vô cùng, đối với nó đi từ âm vô cùng đến âm 1. Đấy, như vậy thế là nó đồng biến trên khoảng là gì? Âm vô cùng đến âm 1. Rồi bên này mà nhìn thấy một nhánh nữa cũng đi lên này, đây này. Đấy cái nhánh nhìn này, những con trỏ chuột thầy đang di này. Đấy. Thì có phải nó đi từ 1. Đi từ 1, nếu chỗ này mà kéo dài tiếp nó đi lên đây đúng không? Đi từ 1 đến dương vô cùng. Đấy và một cái khoảng nữa là 1 đến dương vô cùng. Nghịch biến thì mình nhìn thấy nó đi trong nhánh này. Đấy này. Đây này cái đường này nó đi xuống này, nó cong cong đi xuống này. Cứ nhìn chiều đi xuống thì là nghịch biến. Vậy nó nghịch biến xong gì? Nghịch biến trên khoảng từ -1 cho đến đến 1. Đó. Thì ở đây bài này nó hỏi là gì? Hàm số đồng biến trên khoảng khoảng nào? Đồng biến trên khoảng nào? Thì bạn phải trả lời là cái câu D. Câu D nhá. Bạn không được trả lời là câu C. Chọn câu C thì là sai. Câu C là một câu bẫy. Anh nhìn CD nó gần giống nhau không? Nó gần giống nhau này. Rút kinh nghiệm là không được phép sai những câu kiểu như này. Gần giống nhau nó sai mỗi ký hiệu. Tại sao lại không được dùng ký hiệu hợp ở đây? Nhìn này. Ở đây nó sai đúng mỗi cái ký hiệu hợp này này. Tại sao sai? Bởi vì các cái khoảng này, các cái khoảng đơn điệu này, đơn điệu đồng với nghịch nghịch biến ấy, thì khi nó đồng biến trên nghịch biến trên từng cái khoảng con này này, bạn không được ghép nó vào. Bạn hiểu nôm na là bạn không được ghép nó vào nhau, bạn chỉ được nói là nó đơn điệu trên từng khoảng này riêng này, khoảng này riêng à, chứ chúng ta không được phép gộp nó vào. Bởi vì bạn nhìn này, khi đi qua đây nhá, đi qua khoảng này nó có một khoảng giữa chừng này, nó lại đi nghịch nghịch nó nghịch biến không, hay là về sau lớp 11 mình học ấy, mình sẽ biết là hai khoảng này là gì trên cả cái miền này này, nếu mà lấy hợp với nhau này thì khoảng này là nó không liên liên tục. Đấy, hàm số nó phải liên tục cơ. Thì lớp 11 nó học cái đấy, bạn nói chung là bạn phải hiểu là các cái khoảng nó phải liền vào nhau thì mới được ghép. Nhớ nhá. Về tính đồng biến nghịch biến. Đấy thì các cái khoảng ấy phải liền với nhau. Đấy, liền nhau. Chứ còn mà cách xa nhau là một này, với lại chẳng hạn là ở giữa ấy nó có điểm nó không xác định các bạn ạ. Ví dụ ở giữa nó có điểm nó không xác xác định cũng không được lấy nhá, các khoảng nó phải liền vào nhau và khi ghép nó vào nó phải là thành một tập gì liền này và nó xác định thì mới được ghép nhá. Còn lại nó nói tóm lại chung là gì, chúng ta sẽ gì đơn điệu trên từng khoảng nhỏ nhưng không được ghép những khoảng nhỏ lại với nhau, hiểu vấn đề không? Hãy ghép vào nhau thì nó thành sai, nên là câu 18 thì chọn phương án là D các bạn nhá. Rồi câu 18 xem nào, câu bao nhiêu đây, kéo xuống dưới. Vừa nãy thấy thấy có một số câu đáng để nói mà. Câu đồng quy này con nhớ cách làm không? Nào, muốn ba thẳng là đồng quy làm nào đây? Ví dụ mình làm nhanh câu 28 nhá. Đây là muốn ba là thẳng đồng quy. Nó cho 3 y bằng này, trừ 5 nhân x cộng 1 này. Y bằng ax cộng 3 này. Và y bằng là 3x cộng cộng a này. Thì trước thầy hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ tìm giao điểm của hai đường đúng không? À, giao của hai đường, ví dụ thằng nào mà cái a nó ở hệ số tự do ấy thì mình lấy, ví dụ thầy ghép hai thằng này thì tìm ra hai thằng này bằng cách là lập phương trình hoành độ giao điểm trừ 5x trừ 5 này bằng 3x cộng a, vậy chuyển sang là gì, trừ 8x bằng a cộng 5, vậy x của thầy là bằng là gì, a cộng 5 trên trừ 8 đúng không? Đấy, sau đấy mình quay lại mình thay, mình tìm ra ra y, mình quay lại thì thay tìm y lấy cái x này này, thay vào ví dụ thay vào cái nào, thay vào cái này đi. Đấy, thì y của mình sẽ bằng là trừ 5 này nhân với a cộng 5 trên trừ 8 cộng với 1, nhẩm ra cái gì nào, trừ 5 này a cộng 5 mà trừ đi 8 là thành a trừ 3 trên trừ 8 đó. Sau đấy mình lấy cái x y này mình thay vào cái phương trình thứ hai, suy ra là gì đây, trừ 5 nhân với a trừ 3 trên trừ 8 sẽ bằng là a nhân với x là a cộng 5 trên trừ 8 cộng với 3. Sau đó thầy nhân cả hai về với âm 8 đi. Cho nó mất cái mẫu đi. Vậy là ra là âm 5 nhân a trừ 3 bằng a nhân a cộng 5 trừ 24.
phương trình của thầy là a bình này, chỗ này là 5a này, chỗ này trừ 5a nữa là cộng 10a, chỗ này là 15 này, trừ 24 và trừ đi 15 là trừ 39 đúng không, bằng 0. Cái này em bấm máy tính em ra hai nghiệm rồi, có phải ra trừ 13 với lại 3 không, bấm hộ thầy lại với cho em phản nghiệm trừ 13 với 3 không các bạn. Đúng rồi ạ. Ừ, đấy nhá, các bạn em chưa nhanh mà đi, đây là mình làm theo hướng kiểu trắc nghiệm đấy. Đấy, ví dụ nói qua nội dung có 29 nhá, nó bảo đầu tiên hàm số này song song với đường thẳng này thì có phải mình ra luôn a của mình bằng 1 phần 2 không, và b khác 3 phần 4 nhá, b sẽ khác 3 phần 4. Sau đó thì mình sẽ gì, nó bảo đi qua giao điểm của hai thằng này thì bạn nhớ lập phương trình hoành độ giao điểm của hai cái đường thẳng này ra, em tìm hoành độ giao điểm ra, sau đấy là lấy cái tọa độ của nó x y để thay vào cái này, tìm nốt ra b, thế là xong đúng không. Câu ví dụ như câu 37, câu 37 thực ra này các em lưu ý này, 37 ở đây nó chỉ có hai ẩn thôi là b với c. Nhìn này, trong câu 37 nó chỉ có hai cái ẩn số thôi là b với c. Thì chúng ta nhớ tìm b với c bằng cách này. Thứ nhất là thầy thay điểm m và tọa độ mà m là -18 ở đây, được một cái phương trình thứ nhất. Hai ẩn là bc. Sau đó trục đối xứng là thẳng x bằng 2. À, trục đối xứng là x bằng 2 nghĩa là gì? Đấy, -b trên 2a là bằng 2 đấy. Là trừ b đấy, trừ b chia cho 2, trừ b chia 2 và bằng 2, tức là b là bằng âm 4 đúng không, b là âm 4 và từ đó mình tính nốt thằng c nhá. Mình nói hướng hướng làm thôi các bạn nhá, các bạn nào mà bị mắc ở đâu thì về tự triển khai tiếp đấy. Thì nói lại nhá, thứ nhất là mình thay tọa độ m vào đây để được một cái liên hệ giữa b và c. À, trục đối xứng là đường thẳng x bằng 2 thì có nghĩa là gì, trừ b chia cho 2a thì a đây là 1 mà, vậy trừ b chia 2 bằng 2, vậy b bằng âm 4, lấy b bằng 4 thay với cái còn lúc đầu ấy là mình ra nốt c. Ok, ví dụ thầy bây giờ thầy sẽ nói câu 39 40 luôn nhá. Thầy nói 39 40 này. Ba chỉ 40, câu 39. Để đồ thị hàm số này và cái hai cái này cắt nhau tại một điểm. Đấy, nó cho một thằng là y bằng x bình cộng 5. Đây là bậc 2 parabol này. Một thằng là y bằng là trừ mx cộng 1. Thì thứ nhất em phải lập phương trình hoành độ cho thầy đã. X bình cộng 5 mà trừ mx cộng 1 nhá. Sau đó em chuyển vế nó sang. Cái này học hồi lớp 9 này. Cộng mx này, chuyển sang là cộng 4 bằng 0. Nhá. Đánh ví dụ đánh cái này là sao? Ok các bạn ơi, nào chỗ này đã không có phương trình này rồi này, thì mình bắt đầu mình đi lý luận. Bình thường là sẽ là thằng này là ký hiệu là P này, parabol P này, thằng này rút được thằng D này, đúng không? Nếu bài tự luận nó sẽ cho như thế. Sau đấy là nó bảo mình là gì? Để cho hai thằng này cắt nhau tại một điểm. Đấy, ví dụ là để P nó cắt D hay là D cắt P đấy, tại một điểm. Thì rõ ràng cái phương trình sao của mình á, nó phải có nghiệm duy nhất hay là có nghiệm kép đấy, vì là bậc 2 mà. Đấy, bậc 2 nó phải có nghiệm kép các bạn. Mà nghiệm kép là gì, khi chỉ khi gì delta phải bằng 0. Đấy, delta tính ra thôi, b bình này trừ đi 4ac là trừ đi 16 bằng 0. Vậy đây em ra là m cộng trừ 4. À đâu nhỉ? Ơ tại sao lại ra như này? Các bạn tính ở nhà ra gì đấy? Em ra như thầy xong rồi em ghi đáp án sai. Thế thì con này ra đáp án E hả? Ok. Vậy đáp án đề này bị nhầm rồi. Ok, con này đáp án E nhá. Câu 39 đáp án E. Chị Huế lưu ý cho thầy cái chỗ này. Em nào ra đáp án này đúng, nếu nào ra A, B, C, D thì là bị sai nhá. 39 em cũng ra như thầy. Ok. Rồi. Câu 40. Nó vẫn là hai cái đồ thị đấy, hai cái hàm số đấy, cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Bây giờ coi như là câu 39 thì đây, nội dung 39 này sang 40. Thì nó vẫn đến cái phương trình hoành độ này. Bây giờ là P
cắt D tại hai điểm phân biệt. Đấy, khi và chỉ khi là cái phương trình sao nó có hai nghĩa phân biệt thôi. Vậy thì delta của ta là phải dương, đúng không? Delta của mình phải phải dương. Tương đương là m bình trừ 16 lớn hơn 0. Đấy, và có phải mình ra là m bình lớn hơn 4 bình không? Thì cái này thầy đã bảo các bạn rồi đấy. Mình là m sẽ lớn 4 hoặc là m nhỏ hơn trừ 4. Cẩn thận không quên cái dòng dưới đấy nhá. Nhiều đứa thì thấy m bình lớn hơn 16 thì chỉ m lớn 4 là vứt đi rồi. Vậy đáp án câu này là D. Đây là 40. Câu 41 là câu rất là ổn. Rất là ổn trong cái đề đề này. Đó. Tại sao thầy nói là ổn? Bởi vì câu này cho đi thi trắc nghiệm thì các bạn nhiều bạn tịt luôn. Đây thì thu nhỏ lại đề này cho chúng ta nhìn nó dễ này, nhìn bao quát cả cái đề nhá. Đấy, câu 41 này. Cho hàm số này có đồ thị như hình vẽ, có S là tập hợp tất cả giá trị nguyên của M để phương trình này có bốn nghiệm phân biệt số phân tử của S này. Nào giải quyết câu câu số 4 này, à câu 41 này. Câu 41 giải quyết như sau. Câu 41 phải dùng rất nhiều kỹ năng ở đây. Đây thứ nhất là nó cho mình đồ thị của một hàm bậc 2, AX bình của B cộng C. Thì bạn nhìn vào đây thực ra là bạn nhìn vào đây là thực ra là có thể xác định được hết ra. Cái chỗ này nó là số 3 đúng không? Chỗ này là số 3 đấy. Nó sẽ bị che mất nhỉ? Chắc là có một cái hình gì đấy nó che đây. Thì đây là số 3 này, thực ra em có thể xác định hết ABC luôn. Em có thể xác định hết ABC vì em cũng biết đỉnh này, đỉnh là 2 trừ 1. Có phải từ đỉnh em ra được hai phương trình không? Trừ B trên 2A bằng bằng 2. Sau đó thay tọa độ là x bằng 2 y bằng âm 1 nữa là phương trình nữa là phương trình thứ hai. Và đi qua điểm này là điểm là 0,3 này này. Điểm này có điểm phải điểm 3 trên trên này không? Trên trục tung không? Điểm 0,3. Đó thì sau khi có này em tính hết ABC ra. Tính hết luôn. Nhưng mà thực ra bài này thì tính hết thì cũng chẳng để làm gì. Thầy không cần lắm. Cái cần ở đây này. Nó đang bắt mình biện luận cái phương trình này. F này của trị tuyệt đối x trừ đi 1 bằng m. Thì bây giờ thầy sẽ chuyển về thì tương đương này. F của trị tuyệt đối x sẽ bằng là m cộng 1. Được không? Bây giờ thầy sẽ tìm cách thầy xử lý cái này. Thì đây mình hiểu đây là tương giao giữa hai cái đồ thị, một là y bằng f trị tuyệt đối x. Và một bên là thằng y bằng m cộng 1. Đấy, m cộng 1 thực ra là một số thôi, vì đây là một hàm hằng này. Đồ thị là đường nằm ngang này này. Được chưa? Mình hay vẽ này này đó. Còn đây là đồ thị này. Nhưng đồ thị này thì mình chưa có. Cái đồ thị này thì chưa có này. Nhưng mà ta dùng dùng cái đồ thị người ta ra ta cho để ta chuyển đổi nó thành như vậy. Nào bây giờ thầy vẽ lại nhá. Bạn nhìn cái đồ thị gốc của nó lúc đầu này. Nó như thế này, nó đi qua điểm là 2 trừ 1 này. Đấy, như này, đỉnh đỉnh đây. Xong đi qua điểm 0,3 này nữa này. 0,3 này nhá. Ví dụ đây thầy vẽ lúc đầu vẽ nét nét đứt đi. Ok chưa? Đây lúc đầu là nét đứt như này. Thì có phải là em nhớ lại cái cách làm hôm nọ của thầy chuyển từ đồ thị y bằng f suy ra đồ thị là y bằng f trị tuyệt đối x, có phải là hai hai bước không? Bước một là bước giữ nhá, giữ bên phần bên phải OY đúng không? Nó gọi nó là phần số 1. Sau đó bước hai là gì? Bước hai là bước đối xứng, thì mình sẽ đứng đối xứng cái phần số 1 này qua OY luôn để được phần số 2, sau đó ghép cái một cái hai là mình ra một cái mình cần. Thế vậy cái gì? Cái mình giữ lại là cái phần này. Này thấy tô đậm nó lên nhá. Cái giữ lại là cái này. Ok, cái thì giữ lại đây. Và cái nhánh bên này là vứt nó đi, không quan tâm. Sau đó lấy đối xứng nguyên cái thằng này sang bên này. Nếu đây là 2 thì đây sẽ là trừ 2. Được chưa? Đó, nó sẽ thành cái này này. Hiểu vấn đề không? Đó, nó thành bên bên đỏ là đối xứng với bên xanh. Đó, thì cái hình gồm hai cái nhánh này chính là gì đấy? Đấy, gồm hai cái bên này chính là gì đấy? Đồ thị của đằng này, này. Y bằng f trị đối x. Đây là y bằng f trị tuyệt đối x. Được chưa? Đỉnh cái chỗ này là 3 này. Cái chỗ này vẫn là âm 1 này. Đó, thì thầy có thể vẽ riêng nó ra ngoài này. Đây vẽ riêng ra ngoài này. Vẽ thành như này. Ok chưa? Thì cái đỉnh này nhá, cái này nó đi lên dư vô cùng cơ. Nó đi lên mãi mãi, cái chỗ này là tung độ là 3 này, chỗ này tung độ là âm 1 này. Âm 1 đây. Thế bây giờ người ta muốn gì? Người ta muốn là thông phương trình này có bốn nghiệm phân biệt. Thì bây giờ mình sẽ thử nhá.
vì cái đường kia là một đường nằm ngang đây, thế coi như là cái mép thước sẽ là cái chạy, ví dụ nếu chạy ở vị trí này, nếu y bằng một chỗ này thì là không có nghiệm nào cả, số nghiệm là không. Ví dụ nó chạm vào cái đầu này đây, nó chạm vào cái chỗ này, tiếp tiếp xúc với hai cái chỗ này thì các bạn nó cắt đây thì có hai nghiệm, bạn hai nghiệm đấy, hai nghiệm đây này đấy. Còn ví dụ nó lùi lên trên này đấy, lùi trên này này, một này, hai này, ba này, bốn này, có phải có bốn bốn nghiệm không, đúng cái người ta cần đây này. Lên nữa thử thử nhá, vị trí này 1 2 3 3 nghiệm chưa, lên nữa này, lên từ đây lên thì chỉ nó chỉ có hai thôi đó, vậy thì người ta cần cần bốn cơ. Thế vậy bốn như thế nào, các bạn nếu xuống chạm vào đây thì là hai thì không được, chạm vào đây thì ba được, nhưng mà nó trong cái khoảng này thì lại lại được bạn này. Đấy, trong cái khoảng từ trừ 1 cho đến 3 thì lại được bốn nghiệm. Em cứ cắt bất cứ điểm nào trong khoảng từ giữa hai cái này thì nó sẽ ra bốn nghiệm hết. Thế vậy dựa vào đồ thị này thì rõ ràng là mình sẽ thấy là gì, cái phương trình như thế này, ví dụ đây phương trình sao, phương trình sao bây giờ muốn có bốn nghiệm phân biệt, bốn nghiệm phân biệt thì khi về chỉ khi hai cái đồ thị này nó phải cắt nhau tại bốn điểm phân phân biệt đúng không, và như cái đồ thị tôi nhìn thấy là gì, cái con m, cái đường này là đường y bằng m cộng một đấy, đấy m một nó bắt buộc nó phải gì, lớn hơn trừ một và nhỏ hơn hơn ba, trừ một nhỏ hơn m cộng một nhỏ hơn ba. Sau đó em chuyển một sang thì là âm 2 nhỏ hơn m. Chuyển nhớ nhớ chuyển một sang cả hai vế nhé, nhỏ hơn 2. 2 nhỏ hơn m nhỏ hơn 2. Đấy, mà đây lại bảo là m là giá số nguyên. Đấy, m là số nguyên, m thuộc z. Vậy xem m có những số nào? Vậy chỉ có trừ 1, không 1 đâu. Vậy có 3 giá trị tất tất cả. Nhá, vậy có 3 giá trị đáp án C. Xong. Rồi, đây xong câu 41 này. Đấy thì giờ những cái câu này, ví dụ như câu này này, nhận diện đồ thị thì bạn bây giờ thầy giúp các bạn nhận diện đồ thị những cái câu này nhá. Nào, ví dụ như câu câu 43 này, mình sẽ nhận diện như thế nào? Đây nó cho mình một đồ thị, xong nó hỏi là đồ thị này là đồ thị nào cho các đồ thị ở dưới đây. Thì bạn quan sát này, đầu tiên là nhìn A của mình ạ, bế lõng quay lên A dương, C gạch. Bỏ C chưa? Loại C luôn nhá. Tiếp theo này, nhìn vào đâu nữa? Tôi nhìn vào giao điểm với trục tung. À trục trục đúng rồi, giao điểm trục tung. Thì thầy vẫn bảo nhá, giao em nhớ thầy này. Khi nhận diện với đồ thị hàm bậc 2 nhá thì có một số cái thông tin sau đây để em lưu ý để em nhìn cho nó nhanh. Nhá, nhận diện cái đồ thị hàm số nhá, bậc 2. Y bằng này AX bình cộng b cộng c. Cái bước thứ nhất là bạn nên nhận diện vào bề lõm, nhìn là bề lõm đã. Đấy, a lớn không thì quay lên. Đấy, a nhỏ không thì quay quay xuống. Nhá. Đấy, nhớ đầu tiên nhìn là bề lõm trước. Sau đó bạn nhìn vào đâu? Bạn nhìn vào giao điểm với trục OI, trục tung á. Thì giao điểm với trục OI thực ra là cái tung độ của nó chính là điểm C luôn, chính bằng cái thằng này này, hệ số tự do luôn. Đấy, chính bằng hệ số tự do luôn. Thì bạn nhìn ở đây nó cắt cái điểm gì, điểm trừ 1 đây này bạn này. Trường hợp này cắt điểm trừ 1. Vậy thì ở đây mình sẽ thấy C của mình trừ 1. Thầy loại đáp án D. Như vậy là C, D của thầy vứt đi rồi. Lúc này mình chỉ phân vân A hoặc là B thôi. Đúng không nhỉ? Chỉ phân vân A hoặc là B. Thế nhìn tiếp vào cái gì? Chúng ta nên quan tâm đến đỉnh. Nhá, sau khi nhìn thấy xong mình nhìn đến đỉnh nữa thầy. Thầy nhìn đến đỉnh cũng là một cái có thể nhìn. Đỉnh này. Đỉnh của thầy thì mình sẽ thấy là đỉnh là hoành độ là trừ B chia 2, 2A. Nhá, đỉnh đỉnh y tọa độ là trừ b trên 2a và trừ delta trên 4a, thì thực ra chủ yếu mình quan tâm vào cái hoành độ ấy. Đấy, như trong trường hợp này nhá, như trong trường hợp này là trừ b trên 2a của mình là bằng bao nhiêu đây, bằng 1, thì có nghĩa là bằng b bằng là trừ 2a. Đấy, b phải bằng trừ 2 lần a. Thế vậy theo như a và b này, phương án đúng phải là phương án bờ rồi đúng không? Đấy em nhìn nhá, nó sẽ liên hệ này, như trong con này chọn phương án đúng là bờ này nhá, dựa vào mấy cái thông tin này. Ngoài ra chúng ta có thể tìm túc tiếp tục là nếu nữa là có thể giao điểm với lại OX. Đây như thằng này nha, giao OX bạn nhìn này, có điểm ở đây này, một điểm chỗ này này. Này nhìn chỗ tay 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 thầy chấm chuột này. Một điểm đây là chỗ này là hoành độ âm nhá, đây này, chỗ này này. Vào điểm nữa bên này, lớn hơn 2 một xíu này. Đó. Thì chúng ta có thể thử thế nào. Đây ví dụ thầy bật máy tính, thầy bấm cho bạn xem. Giao điểm OX thì thực ra bạn giải cái phương trình là AX bình cộng B cộng C bằng còn 0 ấy. Bấm cho thầy cái phương trình này này, nó ra nghiệm. Nghiệm nó chính là cái hoành hoành độ. Đây thì bấm máy tính cho em xem. Máy tính này.
dụ thầy giải nhá. Nào ví dụ A, mình ở đây trường hợp này nhá, ví dụ thầy thử nhá, thầy thử con A đi. 1 này. Trừ 4 này. Trừ 1 này. Đấy, nghiệm thứ nhất này, nghiệm thứ này là 1,6. Không đúng. Bởi vì nghiệm này em nhìn này, cái con ở bên tay này này, nó là khoảng 2 mấy cơ. Chắc chắn nó phải lớn hơn 2. Đấy 1,6 sai luôn đấy này. Đấy, thằng thứ hai nhá, thằng này là âm 0,6. Thằng này thì nghe có vẻ hợp lý, âm 0,6 cái này nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà thằng kia thì sai rồi. Thế là thử thử sang sang cái thứ hai nhá. 2 này. Trừ 4 này giữ nguyên này. 2 này. À đâu, bên đấy nhập nhập nhầm hay sao nhỉ? Đúng không? Nhập nhập lại nhá, 1 này. Trừ 4 này. Trừ 1 này. Đây 2 cũng căn 5, thằng này 4,2 cơ, sai quá luôn. Cái này nó chỉ hơn 2 xíu thôi, cái này chưa đến 3 được. Đó, rồi thằng này là bao nhiêu? Thằng này là âm 0,23. Nói chung thằng này sai rồi. Sửa đến thằng sau nhá. Nhập thằng sau này, thằng này là 2 này. Trừ 4 này, trừ 1. Bấm này. Ui, 2,22, tuyệt vời luôn. Đúng điểm này luôn này. Thấy chưa? Điểm này này, 2,22 này. Rồi, bấm tiếp này bằng này. Âm 0,22 này. Ngon ngon chưa? Chuẩn đét luôn nhá. Đấy, đây em sẽ dùng những cái dấu hiệu này của thầy để bạn nhận diện đồ thị. Ok. Đó, nhìn vào đấy nhá. Để dạy cái cách bấm máy phải để ý vào. À, chỉ chắc chắn là bốn cái gạch đầu dòng em chọn được ngay. Thậm chí thường thì 2 đến 3 cái là xong hết rồi. Đấy. Rồi, tiện thể thế thì mình nói luôn câu 44. Đây là 43 nhá. Vậy là đây câu 43 này mình phương án đúng của mình phương án bờ. Được chưa? Đấy, vậy như câu 43 sẽ chọn phương án đúng là bờ. Bây giờ tiện thể sang câu 44 này. Nó cho cái đồ thị như này, hỏi khẳng định đúng. Thì lại dùng các thông tin này thôi. Đấy, ví dụ mình phân tích câu 44 này. Câu 44. Thứ nhất là mình nhìn là bề bề lõm. Nhá, bề lõm. Mình khẳng định là A của mình A dương. Đấy, A dương. Như vậy thầy loại được phương án D. D gạch. Được chưa? Loại D. Tiếp theo nhìn vào đâu? Tiếp theo nhìn vào giao điểm với lại trục tung. Đây này. Chỗ này đúng không? Đây này, chỗ này này. Đấy, giao trục tung này, nó nằm ở dưới ô ích không? Cái chỗ này là miền âm mà. Tung độ âm, vậy thì C phải âm. Giao điểm với ô ích, mình khẳng định ra là C của mình phải âm. Thằng nào C dương gạch. Xong luôn rồi. Gạch B gạch C xong rồi đâu? Như vậy phương án đúng là A rồi. Hết phải chọn luôn. Ừ, câu này cho không hay rồi. À, ví dụ nếu mà còn làm nữa, làm bước 3 nữa nhìn đỉnh thì đỉnh của em là có hành độ dương đúng không? Nhìn này. Đỉnh nằm nằm bên tay phải của OI. Chỗ này là miền này là đúng hành độ dương này này. Đấy, dòng xuống đây hành độ dương. Nhớ đỉnh của nó nhá, đỉnh thì mình sẽ lấy là trừ B chia cho 2A của mình là dương. Đấy, trong đó A thì dương rồi cho nên là trừ B cũng phải dương. Vậy suy ra là B âm. Đó, em ra là hết phun dấu của bài này luôn. Đó. A dương, B âm và C âm. Đấy là phân tích của thầy có 44. Dựa vào những cái thực ra đây thầy bảo như 2 đến 3 cái là bạn xong rồi, ít khi bạn phải dùng cái thứ tư lắm nhá, ít khi các em phải dùng cái thứ tư lắm, được chưa? Nào mình test luôn sang cái chúng ta vừa nói trong câu 45. Đấy. Nhìn đây là gì? A âm này, rồi về nó quay xuống A âm này. A âm thì chỉ có thể là gì đâu, C hoặc là D đúng không? A B loại rồi, A phải âm mà. Tiếp theo này, nó cắt bên này để giao điểm với OI nằm bên dưới miền miền âm này, C phải âm. Ừ, xong luôn này, đáp án C này. Xong luôn rồi đâu, không phải làm nữa. A âm C âm là xong luôn rồi này. Đúng không nhỉ? Đấy, C nhá. 45 là C. Đấy. 43 là B này, 44 là A và 45 là C. Thế là xong. Nào, sang câu 65 này, 65 ở phần hình này. Vẽ hình đấy nhá. Cho hình thang ABCD có cạnh đáy AB là 3A, CD là 6A. Đáy lớn gấp đôi đáy bé này. Góc ADC là bằng 60 độ. ADC, ok. ADC là 60 độ. Đây là 3A này, cái dưới này là 6A. Như thầy lấy thêm một thằng trung điểm ở đây đi. À, 6A thì với vậy khi lấy trung điểm M chẳng hạn thì mỗi thằng này là 3A không? Đấy, 6A là ra tận ngoài ngoài này mà. Rồi, thế bây giờ nó bảo là góc ADC là 60 độ, góc này 60 độ này.
Thế em có công nhận là tất cả những đoạn thầy đánh dấu này à đâu nhỉ? Câu này nó hơi không, bây giờ như vậy thì là đang chưa biết cái này. Chứ mình chỉ biết là hình hình bình hành thôi. Thôi được rồi, cứ để nguyên nhá. Ví dụ là như vậy là AB này. AB này, DM này và MC là các bạn này bằng nhau. AB bằng DM bằng MC vì cùng bằng là CD chia 2. Được chưa? Là cái thứ nhất thầy suy được ra. Cái thứ hai thì thầy sẽ thấy là như vì chính vì thế nên là mình có hai cái hình bình hành đó là ABMD và ABCM. ABMD với ABCM là hình bình hành. Đúng chưa? Thế bây giờ mình thử biến đổi sang kia nha, tính độ dài của cái AB cộng CD trừ đi CB. CD mà trừ đi CB. Thử tính nhá, nếu mà CD CD trừ CB có phải bằng vectơ BD không? AB mà cộng với BD thì thành AD à? Câu này nó hơi thiếu thiếu các em ạ. Nên nó cho mình mỗi góc 60 thôi. Như vậy này chưa đủ cả. Chưa đủ dữ kiện để mình tính rồi. Bây giờ mà tính độ dài thì thêm độ dài vào đây đây thôi. Độ dài AD thì bằng đoạn thẳng AD. Nhưng mà nếu mà thông tin thì bài cho này mình không đủ dữ kiện để tính AD mà có nhiều các em ạ. Chứ như này là chưa đủ để thông tin để tính được. Bởi vì em chỉ có là AB bằng DM bằng MC thôi. Còn cạnh bên là chưa biết. Đấy, ví dụ ở đây mà nó cho mình biết thêm cái cạnh AD cũng bằng AB chẳng hạn. Thì tuyệt tuyệt vời luôn, bởi vì lúc đấy nhá. AD này, AD bằng AB xong lại bằng DM luôn. Thì vậy thì tam giác ADM thực ra đang cân tại D và thêm góc 60 là nó thành đều. Đấy, đều thì trước thầy có dạy các bạn cái công thức nhẩm nhanh ấy. Đó là lúc này mình mà nếu AD bằng vậy thì bằng A luôn. À bằng bằng 3 luôn. Đấy thế vậy thì ở đây chắc là đề bài cho bị thiếu thông tin rồi. Nhá, câu này sẽ bổ sung cho thông tin là như này. Là mình ngoài việc cho AB bằng này thì mình thêm cả AD vào đây nữa. Nhá, thêm cả AD vào đây nữa. Mình sẽ bổ sung thêm thông tin là AD bằng AB bằng 3A nhá. Rồi thế vậy đến đây đoạn AD sẽ bằng 3A. Và phương án đúng của mình là phương án A. Thiếu đề đấy các em nhá. Cho kia thì chưa tính được. Tam giác ADM là tam giác mà mới có một cạnh mà góc 60 thì chưa thể nào khẳng định được nó là hình gì. Rồi nhá, các bạn nhìn này, thầy hỏi qua các bạn tí, bạn sẽ bạn gặp bài này trên lớp thôi nhá. Đây. Ví dụ như câu đây ví dụ nhá nhỉ, như ý như câu B này này. Đây, biện luận theo tham số m nghiệm của phương trình này. X bình trừ 4 trị đối x cộng m bằng 0. Hoặc là tìm để cho phương trình này nó có hai nghiệm, ba nghiệm, bốn nghiệm. Đã làm bài này trên lớp chưa? Đâu nào làm rồi giơ tay thì xem nào. Đã từng được gặp câu này trên lớp giơ tay. Hưng Hưng trên lớp có làm bài này rồi Ừ, vâng. Hưng? Em tức là nó sẽ dựa vào một cái câu trên, nó sẽ bắt vẽ đồ thị. Khảo sát vẽ đồ thị của Vâng. thằng này, sau đấy là có một phép suy đồ thị đúng không Hưng? Xong cái bên dưới là chuyển m sang rồi thêm ba. Đúng rồi, chính xác. Thế cái đây vậy, nếu vậy câu đấy rồi thì chắc chắn nó sẽ có tất cả những cả câu như này nữa. Đây, có không? Thì m ở phương trình này có bốn nghiệm phân biệt. Chắc là có rồi ấy. Thế bây giờ thầy sẽ nói hai câu này nhá. Đây, thầy nói nhanh hai câu này. Ví dụ đây.
Bởi vì cái bài này nó sẽ có thể rơi tập khó trong đề của em. Nào bây giờ thầy phân tích này. Cách biến đổi đồ thị thì thầy dạy rồi nhá, thầy không nói lại. Đấy, các bạn mà quên thì chúng ta sẽ xem lại video hay như nào thôi. Hay là xem lại vở, vì trong vở mình có ghi hết rồi mà. Nào bây giờ chúng ta sẽ nói một chút này. Là mình sẽ gọi là cái này mình áp dụng cái việc mà mình biến đổi đồ thị từ hàm y bằng f nhá. Ra cái hàm y bằng chỉ được tuyệt đối f này. Hoặc là y bằng f trị tuyệt đối. Đấy, ra hai cái này. Để mình làm gì? Để mình biện luận số nghiệm của phương trình. Để biện luận số nghiệm của phương trình. Đấy, thì các em cứ nhớ là về biện luận số nghiệm thì thực ra số nghiệm của phương trình. Số nghiệm khi mình có phương trình hành độ thì số nghiệm nó chính bằng số giao điểm. Số giao điểm của hai cái đồ thị hàm số. Được chưa? Và để đến được cái bước này mình lý luận để ra được số giao điểm của hai đồ thị ấy, thì trước đấy bạn phải làm một bước là bước cô lập mở nhá. Trước đấy là em phải làm một bước là em cô lập mở, cô lập mở tham cô lập tham số mở, tức là vứt mở nó ở riêng một mình nó một một, một vế nhá, vứt nó một mình nó một vế. Ví dụ thế này này, ví dụ nhá, bạn có là vế trái của em là f trị tuyệt đối x à, và vế phải của em ví dụ là m trừ 5 chẳng hạn đó. Thì đây sẽ là việc là tương giao giữa đồ thị này. Y bằng F trị tuyệt đối. Đấy, và bên này là Y bằng M trừ 5. Ok chưa? Thì số giao điểm của hai thằng này chính là số nghiệm của cái phương trình. Đấy, số điểm của hai đồ thị này chính là phương trình số giao số nghiệm của phương trình này. Ok, thì cái công việc của mình là sao, phải em phải ra được cái một là cái bảng biến thiên hoặc là cái đồ thị hình dáng đồ thị của cái thằng này. Thì từ đó chúng ta mới đưa ra số nghiệm của nó, số giao điểm của nó được. Ok, bây giờ lấy ví dụ luôn trong bài này nhá. Để lấy ví dụ luôn này. Ví dụ 1. Đấy, ở đây nó sẽ cho mình thế này. Nó sẽ cho mình nhiều câu, ví dụ câu A là khảo sát và vẽ cái đồ thị hàm số. Đấy, dùng luôn cái này nhá, y bằng x bình trừ 4x cộng 3. Đấy, đấy là cái câu thứ nhất. Sau đó câu thứ hai nó lại yêu cầu mình thế này, câu B. Đấy, câu B này nó bắt mình là từ cái đồ thị này. Từ cái đồ thị hàm số y bằng x bình trừ 4x cộng 3. Đấy, phải suy ra cái đồ thị hàm số y bằng này x bình này trừ đi 4 lần trị tuyệt đối x cộng 3. Đó, ví dụ bước 2 nó bắt mình làm như này. Sau đó bước số 3 này, câu C nó bắt cờ mình là gì, biện luận, biện luận theo m số nghiệm của phương trình. Đấy, ví dụ dùng nó này nhá, x bình này trừ 4 lần trị tuyệt đối x cộng với m bằng 0. Hoặc là câu đồ hỏi này có thể là gì, tìm m để cái phương trình này. Đấy, vẫn dùng phương trình này, x bình này trừ 4 lần trị tuyệt đối x cộng m bằng 0. À, ví dụ nó có bao nhiêu nghiệm đấy. Như con số này là tùy nhá, ví dụ là 2 3 4 5 gì đấy. Ok, tùy vào tình huống của mình. Thì đây sẽ là một cái bài toán của ta tiêu biểu cho cái phần này. Tức là ứng dụng hàm bậc 2 cộng việc biến đổi đồ thị để ra. Thì bây giờ chúng ta đi chúng ta giải đấy nhá. Giải này. Coi như cái bước đầu tiên bước A ấy, khảo khảo sát thì mình chỉ khảo sát nhanh thôi. Cái râu ria thì thôi nhá. Cái râu ria thì thôi, bạn nhớ làm đủ là đủ bước này, tập xác định này, đỉnh này, bảng biến thiên các thứ ra, kết luận đầu mình biến đủ ra. Nhưng ở đây thầy chỉ làm rất nhanh thôi, bằng cách là thầy như thế này, thầy chỉ lập bảng biến thiên là cái thứ nhất. Nào, đỉnh của mình là trừ b chia cho 2a nhá, trừ b chia 2a là gì, 4 chia cho 2 là bằng 2. Đấy, a dương 15 quay lên, nếu thay 2 vậy nhá thì thành là 4 trừ 8 là âm 4, âm 4 cộng 3 là âm 1. Đó, ok, vậy đồ thị của mình nó sẽ hình dáng như này. Sau đó mình lập thêm một cái bảng giá trị đi. Để mình vẽ điểm cho nó chuẩn. 5 điểm nha, đây sẽ là 2 trừ 1 này. Ví dụ đây là lấy 1, thay 1 ra 0. Thay 3 nó ra 0. Thay 0 và ra 3. Như vậy thì thay 4 cũng ra ra 3.
Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ đồ thị này. Y này có mỗi một con này âm 1 thôi, còn lại dương hết. X toàn dương này. X thì từ 0 cho đến 4. Y thì cao nhất là lên đến 3. Chúng lại âm 1 nữa. Nào, điểm đỉnh là 2 trừ 1. À, cái đồ thị này giống đồ thị vừa nãy đây này. Điểm 30, 10. Và điểm là gì đây? 4, 3. Đấy, đồ thị của em như đây nhá. Ta vẽ đi qua này. Ok chưa? O, X, Y. Được chưa? Đây là Y bằng Fx này, này. Y bằng X bình trừ 4X cộng 3 đây. Đó. Để cho mình khảo sát nhanh để mình ra hình dáng của thằng này. Nhớ là bước này bình thường là làm phải làm đủ nhá. Đây thầy chỉ khảo sát nhanh để thầy lấy được cái đồ thị thôi. Bây giờ quay lại là cái ý B này. Nó bắt mình suy. Nó bắt mình suy đồ thị. Thì thực ra nếu mà đúng là mình sẽ thể để thấy như này này. Đây, nó bắt từ cái đồ thị này, nó bắt suy ra cái đồ thị là ở câu B là y bằng x bình trừ 4 lần trị đối x cộng với 3. Thì em để ý này, x bình thì thực ra nó viết thành lại trị đối x tất cả bình cũng được. Đó thì em nhìn nhá. Vậy thì nếu đồ thị lúc đầu này là y bằng fx này. Thì đồ thị này nó thực ra nó chính là gì đấy? Y bằng f trị trừ đối x. Cứ chữ x thì thay thành trị đối x thôi mà. Đúng không nhỉ? Thì cách làm mình làm hai bước như thầy nói. Được chưa? Bạn giữ phần bên tay phải. Lấy đối xứng phần bên phải sang bên trái. Đúng không? Đó. Đấy thì em có thể nêu cái cách cách vẽ của em ra. Được không? Để em có thể nêu cách vẽ ra. Thì nếu họ bắt mình suy ấy, nếu họ bắt mình suy thì mình nên nêu cách vẽ ra. Đấy. Nha, mình nên nêu cách vẽ, mình cũng không cần giải thích gì nhiều. Mình nêu cách vẽ này, chẳng hạn là mình ta suy ra này đồ thị hàm số y bằng này x bình này trừ 4 lần trị rồi x cộng 3 như sau. Đấy, ví dụ thế như sau này, bước 1 này. Để giữ nguyên. Cái này mình phải thêm lời của mình nó cho nó dễ hiểu hơn nhá, giữ nguyên cái phần đồ thị ở bên phải của trục OI nhá, giữ nguyên phần đồ thị bên phải trục OI. Đấy, em có thể nói là gì, bỏ cái phần đồ thị ở bên trái OI. Ok, sau đấy bước 2 mình lấy đối xứng cái phần đồ thị bên phải OI qua OI, được chưa? Đấy thì bây giờ gộp hai cái phần đồ thị này chính là đồ thị cần tìm. Được chưa? Nào bây giờ mình sẽ tiến hành mình vẽ nhá. À thầy sẽ vẽ bạn. Cái này chắc là phải vẽ thu nhỏ kích thước lại một chút. Bây giờ các bạn vẽ cho thầy cái trục OI nằm ở chính giữa nhá. Đấy, vẫn vẽ chính giữa này. Đó, bây giờ thì bạn vẽ thầy cái phần miền dương thôi. Đây này, miền miền dương đây này. Hoặc bây giờ chúng ta cũng chấm điểm với thầy xong là bạn vẽ một nét đứt đi. Đỉnh đấy nhá. Đấy, đi qua những thằng này. Đây, nhánh này giữ nguyên này, đúng không? Ok, đây này, cái nhánh này là giữ nguyên lại này. Thì bây giờ miền bên này là đối xứng lại. Thì điểm này nó đang là 1. Bên này nó sẽ lấy đối xứng sang đây là trừ trừ 1. Đấy, điểm điểm này nữa, đối xứng sang đây. Điểm này đối xứng sang đây này. Rồi điểm này đối xứng lên ở chỗ này. À, thì em từ đây em lại cũng vẽ nốt nhánh bên này. Ok, giờ vẽ nhánh bên này nhá. Đó. Đấy thì đồ thị mình nó hình như này. Đồng ý chưa? Đồ thị mình như này. Đây sẽ là gì? À, cái đồ thị này mình sẽ ghi ra là y bằng x bình trừ 4 lần trị đối x cộng 3.
nha. Đến những điểm này em điền thêm số vào đây, trừ 2 này, trừ 3 này, trừ 4 này. Đó, đây là 3 này. Đó, em vẽ thầy cái này vào đi ạ. Nào bây giờ mình nói câu C này. Bây giờ từ cái đồ thị này thì chúng ta tận dụng nó để chúng ta đi chúng ta biện luận nhá, chúng ta đi biện 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 luận nó. Lấy tờ giấy khác viết cho nó dễ. Giữ cái đồ thị lại cho các bạn xem. Nhá, để lấy tờ giấy khác. Đây. Nhá, cái đồ thị của mình đang đang dùng là cái đồ thị này. Thì trong câu C người ta lại muốn mình là biện luận. Câu C này, biện luận cái số nghiệm của phương trình là x bình trừ 4 lần trị tớ x cộng m bằng 0. Thì trước hết là bây giờ nếu để nguyên thế này thì ta chưa dùng được cái kết quả câu trên. Một bài như này chắc chắn nó có sự liên kết giữa A và với B này, xong B với C. Được chưa? Câu dưới sẽ sử dụng kết quả của câu trên. Và giúp thầy biến đổi tương đương này. Bây giờ thầy mới muốn làm xuất hiện được ra cái hàm số này. X bình trừ 4 lần trị đối cộng 3. X bình này trừ 4 lần trị đối x. Đấy. Ví dụ thầy chuyển m luôn ra đi, thành trừ m đi. Sau đó thì để nó đủ cái này thì thêm 3 vào. Thêm 3 vào cả hai vế nhé. Đây là đây phải 3 trừ m. Ok không nào? Nhá, bây giờ thầy đánh dấu phương trình nào phương trình sao. Bạn để ý thật kỹ phương trình này. Phương trình này là một phương trình tương giao có hai đối tượng, một bên là y bằng x bình trừ 4 lần trị đối x cộng 3 và một bên là thằng y bằng 3 trừ m. Đồng ý không? Đồ thị này trên này có rồi, đây này. Đây này. Đã có trên đây rồi. Đồ thị này là một đường hàm hằng nằm ngang vẽ ra thôi. À, thế vậy bây giờ để nó tối giản đồ thị nhá thì thầy sẽ không để nguyên thế này nữa mà thầy chỉ vẽ đơn giản thôi. Nào chúng ta vẽ nhá. Ra với đơn giản này này, đi từ dưới vô cùng xuống âm 1 này. Đấy, lên này xong lại đi xuống này. Đấy, nó như này. Thì đây là đây hạ này là âm 1 này. Hai cái đầu này âm 1 hết này. Cái chỗ vị trí này là 3 này. Đấy, con này nó đi lên dưới vô cùng cơ. Ok. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử này, thử các vị trí. Chúng ta vẽ thử các vị đường vị trí của thằng 3 trừ m này. Ví dụ ở đây. Thì không nghiệm không? Có giao điểm đâu mà có nghiệm. Không giao điểm nhá. Ở đây này. Có phải là 2 không? Đấy như vừa nãy thầy vẽ bài trên ấy, đây là 2 này. Lên đến chỗ đó này, nó giữa cái khoảng này này, có phải là 1 2 3 4 4 nghiệm không? Lên đến chỗ này chạm vào cái 3 này. Đấy, 1 2 3 3 nghiệm nhá. Lên đây nữa và từ đây trở lên ấy, cứ lên mãi thì nó vẫn chỉ là 2 thôi, cắt hai nhánh mà. Thấy được số nghiệm chưa? Thì ta vẽ làm cái này ra ngoài nháp. Đây những cái dòng bút đỏ thì đều là ngoài nháp hết. Không phải viết trong bài đâu nhá. Cái này là làm ngoài nháp. Kết quả này ngoài nháp nó sẽ giúp em là lý luận luôn. Ok chưa? Đó, mình nhìn đây này, đó. Thì rõ ràng mình để ý với đây, ừ, thế đây cái con số này kết luận là số nghiệm đây, không nghiệm này, hai nghiệm này, bốn nghiệm này, ba nghiệm, hai nghiệm này. Đấy, vậy trường hợp này không có một nghiệm đúng không? Thì có không này, hai này, ba bốn. À, thì mình dựa vào đây mình sẽ lý luận này, nó sẽ ứng với số nghiệm tương ứng. Nào. Chẳng hạn đây là thầy lý luận thành thành từng ý một nhé. Thì coi như ví dụ em gặp bài nào em dùng ý đại bài bài đấy. Thì là phương trình mà có đây từ ít nha, phương trình vô nghiệm đi, phương trình vô nghiệm, phương trình sao vô nghiệm thì khi và chỉ khi đấy. Thì giờ ở đây mình nhìn là vô nghiệm có phải là cái đường y bằng 3 trừ m này, nó phải nó nằm dưới dưới cái trừ 1 đâu, tức là 3 trừ m của mình dưới, tức là nhỏ hơn trừ 1. Vậy em rút ra m thôi, chuyển âm m qua đây, m sẽ lớn hơn 4. Được chưa? Đó, như vậy là trường hợp này là vô nghiệm. Đấy, lúc ấy hai thằng này không cắt nhau. Nhá, đấy trường hợp này mà nhìn trên hình ảnh là hai đồ thị không cắt nhau. Hai đồ thị là không cắt nhau. Đó. Cái trường hợp thứ hai này, ví dụ thầy nói là phương trình một nghiệm là không có nhá. Thế phương trình sao có hai nghiệm đi. Nào, hai nghiệm nhìn này, hai nghiệm đây. Hai nghiệm đây chỗ này là bằng trừ 1 luôn. Chạm vào đây tức là bằng trừ 1 luôn. Và một cái chỗ hai nghiệm đó là từ chỗ này đổ lên, từ chỗ này đổ lên, đầu bút ở chỗ 3 này không được nhá. Bởi vì ở đây có 3 nghiệm. Đấy thì có hai trường hợp, một là m 3 trừ m chứ. Một là con 3 trừ m đấy của em bằng âm 1.
Hoặc là cái con 3 trừ m này của mình nhá, nó phải lớn hơn, đúng không? Nó phải lớn hơn hơn 3. Đấy, thì dòng trên ra em ra m bằng 4. Dòng dưới thì em sẽ thấy là m của em sẽ nhỏ hơn 0. M phải nhỏ hơn 0. Đây thì như này là có hai nghiệm này. Đấy, hai nghiệm mà hai nghiệm phân biệt đấy nhá. Thế này, phương trình sao bây giờ mà ví dụ có ba nghiệm phân biệt. Nhìn này, ba nghiệm nhá, nhìn này. Ba nghiệm có mỗi chỗ này thôi. Đúng vị trí này. Tức là vừa cắt ở hai bên nhánh và chạm vào cái ở giữa này. Tức là 3 trừ m của thầy là bằng đúng bằng 3 luôn. Đấy, hai trường hợp này là m mình là bằng 0. M bằng 0 thì có ba nghiệm phân biệt. Và cái cuối cùng là có bốn nghiệm. Phương trình sao mà nó có bốn nghiệm phân biệt. Đấy thì như vừa nãy chúng ta nói nó rơi vào cái miền từ giữa cái con 2 đến con 3 này này. Đấy trên cùng như này là ba nghiệm, bên dưới này là hai và cứ trong khoảng này là bốn. Đây có phải là gì trừ 1 nhỏ hơn 3 trừ m nhỏ hơn 3 không? Mình giải nó ra. Ví dụ mình muốn giải này thì cái kinh nghiệm nhá, bạn lấy như sau này, khi có 3 vế bạn lấy tay bạn che một một vế đi. Như này, lấy tay che vế đi này. Giải này có phải m nhỏ hơn 4 không? Đấy, có chuyển âm m sang nhá, chuyển trừ 1 sang là m nhỏ hơn 4. M nhỏ hơn 4. Liên tục bên này mà giải thì che bên này đi. Đấy, m lớn hơn 0. Xong chưa? Đó, và từ đây mình sẽ chốt được ra tất cả bốn cái trường khả năng xảy ra này. Vô nghiệm khi nào này, hai nghiệm khi nào, ba nghiệm và bốn nghiệm khi nào. Đây đây là toàn bộ biện luận. Vậy thì khi làm bài họ có thể bảo biện luận này như thế này. Hoặc là họ có thể bảo hỏi em một trong bốn trường hợp này. Ví dụ hỏi bốn nghiệm phân biệt như bài vừa nãy này. Hỏi ba nghiệm, hai nghiệm, vô nghiệm đều có thể hỏi được hết. Hiểu vấn đề chưa? Đấy các bạn ghi ở vở đi. Và đúng bài này sẽ làm là câu kết luận nữa. Đấy, bài này thì đúng sẽ là khi mà làm bài biện luận sẽ làm một câu kết luận ở dưới nữa, tức là mình sẽ tổng kết lại vậy này. Đấy, ví dụ là với m như nào đấy? Ý thứ nhất này. Vậy với này, ví dụ là m lớn 4 thì phương trình này là vô nghiệm. Đấy, với m bằng 4 hoặc là m nhỏ hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đấy, rồi là gì với m bằng 0 thì phương trình có ba nghiệm phân biệt. Là với m à, với 0 nhỏ hơn m nhỏ hơn 4 thì phương trình có bốn nghiệm phân biệt. Đó. Nên mình phải tổng kết hết lại nhá. Nếu mà người ta yêu cầu biện luận phải tổng kết lại. Còn ví dụ người ta chỉ hỏi một trong các trường hợp này thì kết luận trường hợp đấy thôi. Nào, bây giờ vấn đề của mình nó chuyển đổi lại một xíu. Nào, bây giờ thầy nói ví dụ 2. Thầy vẫn nói cái hàm này nhá. Thầy vẫn xuất hiện là câu A nó vẫn bắt là khảo sát này. Vẽ đồ thị y bằng là x bình trừ 4x cộng 3 thì chúng ta không làm, lát nữa chúng ta lấy kết quả thôi. Câu B này nó bắt là từ cái đồ thị, từ cái đồ thị của thằng y bằng x bình trừ 4x cộng 3, yêu cầu là suy ra đồ thị là y bằng trị tuyệt đối x bình trừ 4x cộng 3. Đấy, và câu C là nó bắt là tìm m. Đấy, để cái phương trình, để phương trình này ví dụ đấy x bình trừ 4x cộng 3 trị tuyệt đối này trừ 3k cộng 1 bằng 0 đây, à trừ 3m cho giờ bằng 0 có bốn nghiệm phân biệt. Đó thì em thấy cái nội dung câu hỏi nó gần tương tự như bài bài trên. Đấy, giờ chúng ta sẽ tận dụng lại cái đồ thị này nhá. Đây dùng cái đồ thị này này thì câu A là không làm lại nữa, câu A là giống bài trên không viết lại, nhưng mà mình cần cái đồ thị đấy để mình suy nhá. Câu A thì tương tự bài trên rồi. Câu B này, câu B bây giờ mình sẽ suy như thế nào thì thầy cứ vẽ hình cho em xem trước cả nhá, hay là mình ghi các bước, hay ghi này, ta suy ra đồ thị hàm số y bằng trị đối của x bình trừ 4x cộng 3 như sau. Đấy, bước 1 giữ nguyên cái phần đồ thị ở bên trên trục OX. Được ok chưa? Ở bên trên trục OX nhá. Bước 2 này, lấy đối xứng cái phần đồ thị bên dưới OX qua OX. Đấy, đồng thời là mình bỏ cái phần bên dưới luôn. Đây và bỏ phần bên dưới.
Đó, thì hai cái hình này ghép vào nhau nó sẽ là đồ thị mình cần tìm. Nào bây giờ mình vẽ lại cái hình này một xíu. Vẽ lại cái hình vừa nãy nhá. Đây, đây đồ thị của mình nó như này. Đấy. Ok chưa? Đó, điểm của mình là 2 trừ 1 nhá, đỉnh đây. Đây đồ thị của mình như nào? Đây đồ thị của em đấy em đang như này. Thế thì bây giờ mình nhớ là mình giữ lại phần bên trên không? Đây phần bên trên giữ lại sẽ tô vào màu đỏ nhá. Đây phần này giữ lại này. Nhánh này giữ lại này. Nhánh bên này cũng giữ giữ lại này. Đấy, phần này là bên trên OX mà. Đấy, hai phần này giữ lại. Phần này bây giờ nó sẽ bỏ đi lấy đối xứng lên bên trên. Bên đây nó đang đây là đang là 2 trừ 1, lấy đối xứng lên nó sẽ thành 1 ở trên này này. Đây 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 là 3 nhá. Đây là 4 này. Đó, lấy đối xứng lên thành điểm bên trên này. Vậy phải là thành nhánh cái này không? Đấy, vậy cái đồ thị đường màu đỏ này chính là đồ thị mình cần tìm. Đấy, đây chính là gì? Y bằng trị đối của x bình trừ 4x cộng 3. Phần này nó bỏ đi này. Đấy, thì lúc là vẽ bài vào bài thì chúng ta không nên vẽ cái đường này, hoặc là nếu vẽ bút chì sau đó em tẩy đi. Đấy, hiểu vấn đề chưa? Đấy, chúng ta sẽ thành như này. Đối xứng của trừ 1 lên trên thì thành à, đối xứng của âm 1 lên trên thì bằng bằng 1. Nha, thì đây như này là xong câu B này. Đấy, nó ra một cái hình nó gần gần giống như kiểu hình chữ W ấy. Đấy, thì mình thử triển khai cái câu cuối. Bây giờ cái câu cuối cái phương trình của mình đang như này này. Trị đối x bình trừ đi 4x cộng 3 trừ đi 3m cộng 1 bằng 0. Thì em biến đổi tương đương đi một xíu, em chuyển vế thằng này ra. Mình phải cô lập m mà. Đấy, và cái vế bên kia mình phải để là cái hàm số mình có thể dùng được. Đây, cái này nó chính là đồ thị bên này luôn này. Vậy chuyển cái con trừ 3m cộng 1 sang là 3m trừ 1. Thì đánh phương trình này phương trình sao? Thì tất cả mọi thứ của ta bây giờ đi biện luận theo phương trình sao này này. Đó. Đấy, biện luận phương trình sao? Đấy, bây giờ người ta lại cần bao nhiêu nghiệm? À, thì ra thì thầy vẽ lại cái đồ thị này theo cái hướng là chúng ta làm tối giản nó lại nhá. Là đi từ dương vô cùng xuống này, xuống xuống đến chạm xuống đến OX chính là đi xuống không. Đúng không? Cái chỗ này là tương tung độ bằng bằng không đấy. Đấy, xong rồi nó vòng ngược lên như này. Đấy, nó như này. Thì đây là chỗ này là chạm OX còn nó sẽ bằng không. Tung độ bằng không. Chỗ này là lên trên này là bằng 1 này. Đấy, đây dương vô cùng. Bây giờ mình vẽ thử nhá. Để mà nó chắc cú anh thì vẽ thử các trường hợp ra. Đây, ví dụ dưới đi dưới cùng lên này. Chỗ này chẳng cắt gì cả, không giao điểm. Đấy, nếu chạm vào vào đây, chạm vào chỗ này. Đấy, đây một cái có phải hai không? Đấy, bây giờ đi vào cái khoảng giữa hai này. Giữa mấy cái nhánh này, 1, 2, 3, 4, thấy chưa? Đây là cái mình tí mình sẽ kết luận đây này. 4 này, lên trên đây nữa. Đấy, chỗ này thì là 3 nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Lên đây nữa thì nó chỉ có 2 thôi. Lên nữa chỉ có 2 này, lên nữa vẫn chỉ là 2 thôi. Đấy, còn từ đây xuống đây là không. Ok chưa? Thì bây giờ người ta cần 4 thì người ta cần 4 thì rõ ràng nó phải rơi vào cái miền giữa hai này. Và hai đầu bút không lấy được cái nào. Bởi vì sao? Chỗ này là trên mút này là 3 này, dưới mút này là 2. Người ta cần 4 mà. Ờ, thế là lý luận này ra phương trình sao? Mà có 4 nghiệm phân biệt. Khi và chỉ khi đấy. Cái này mình vẽ ra nháp và mình kết luận vào trong bài thôi. Đó là cái con 3m trừ 1 này, đây là đường là y bằng 3m trừ 1 nhá. Nó phải chui về giữa khoảng từ 0 cho đến 1. Tức là 0 nhỏ hơn 3m trừ 1. Nhỏ hơn 1. Ví dụ thầy chuyển con 1 sang trước nhá, chuyển nhớ chuyển cả sang cả hai vế hai bên. Chuyển sang đây thành 2, chuyển sang đây là bằng 1. Sau đó mình chia 3. Gọi là 1 phần 3 nhỏ hơn m nhỏ hơn 2 phần 3. Đó thì đây là điều kiện của em để cho phương trình này có 4 nghiệm phân biệt. Người ta hỏi 2, hỏi 3, hỏi mấy cũng được hết. Ok không? Đấy, ví dụ hỏi hỏi 2 thì nhớ nó có hai trường hợp nhá. Đây trên này lớn hơn 1 này. Đấy, và một cái dưới đây là bằng 0. Đó. Để lưu ý nhá. Đấy là cách làm cái bài tập này. Và quan trọng nhất là em phải nhớ cái cách biến đổi đồ thị ấy. Chứ còn quên cái đấy thì thôi chịu rồi. Rồi bây giờ là coi như đại đến đây là hòm hòm đấy, hỏi đến dạng này là cũng khá căng thẳng với các bạn rồi. Nói chung là về hàm bậc hai có rất nhiều cách để hỏi rất căng thẳng luôn.
À, hôm nào thầy sẽ cho bạn lý luận thêm những cái bài liên quan đến biện luận như trong khoảng nữa. Ở trên lớp làm bài đấy đấy chưa Hưng? Ví dụ là có nghiệm, có mấy nghiệm trong khoảng cơ. Chứ còn có mấy nghiệm không thì vẫn còn dễ. Có nghiệm thì còn trong khoảng cơ. Thế nó mới căng. Nào bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một câu nữa ở trong cái đề cương này nhá. Bây giờ thầy trò mình sẽ làm cái bài số 8, phần hình học. Các bạn nhìn xuống phần hình học đi. Bài 8 nhá. Bài 8 này. Bây giờ đề nghị các bạn cho thầy này vẽ hình này, làm câu A. Tự làm câu A vào. Nhá, vẽ hình tự làm câu A vào. Để bài này chấm thế nào. Đây là nó cho mình một hình vuông đúng không? Để thầy vẽ hình trước này. Tiếp tục gửi bài lên đi. Tấm ô cạnh A này. Cạnh A. Bây giờ mình nói nhanh nhá, mình nói nhanh này. Thực ra thế này thì bạn nên đi miễn tính cho thầy hai đường chéo trước. Được chưa? Nên đi tính thầy nói cái hướng thôi nha, bạn nên tính hai đường chéo ra. Đấy, ACBD ra, dùng Pythagore. Đấy, hãy tính ACBD trước. Thì đều bằng A căn 2 hết. Và bạn thấy là gì do O là ra được hai đường chéo nên là OA bằng OB bằng OC bằng OD. Đấy, cùng bằng là AC trên 2 bằng BD trên 2, vậy là A căn 2 trên 2 nhá. Thì suy ra cơ thể cho nó dễ. Các em tính trước đi, lát nữa lúc tính nó nhanh. Nào. Như câu thứ nhất này, ở ý A này. Ý thứ nhất là AB cộng vectơ AD thì áp dụng quy tắc hình hình hành vào đây. Thì AB cộng AD bằng vectơ AC. Vậy là độ dài đoạn AC luôn. Vậy là bằng A căn 2. Đấy. Cái thứ hai là OA trừ đi CB. Đấy. Thì mình có thể chuyển thành OA cộng với BC. Thì tại vì nó không chung gốc nên là thôi chuyển về cho nó dễ làm. OA trừ thì cộng với BC. Thì giờ hãy chuyển một trong hai thằng này về cái vector nào, ví dụ BC đây. OA đây. Đấy. OA đây, OA sang bên này. BC vậy thì em sẽ chuyển BC thành AD đi. Vector BC mà vector AD mà. Đấy, OA cùng AD được có vector OD. Độ dài vector OD chính bằng đoạn OD. Vậy là bằng A căn 2. Được chưa? Rồi. Thêm cái ý nữa là ý gì đây? Vector CD trừ đi DA. Đấy, CD trừ DA. Thì chuyển thành cái CD cộng với AD đi đã. CD đây này. AD đây. Thì mình chuyển AD thành BC nhá. CD cộng BC. Vậy thì là BC cộng CD nối với nhau bằng cái tơ BD. Đấy, độ dài BD. Thì bằng A căn 2. Đấy, thì trong câu A nó có 3 ý như vậy thôi. Rất đơn giản. Cho gần như là gỡ điểm. Bây giờ mình nói luôn câu B nhá. Là chứng minh vectơ U bằng MA cộng MB trừ MC trừ MD. Thì nó bảo không phụ thuộc vào vị trí điểm M. Thì không phụ thuộc vào M. Thì giờ mình phải tính thôi. Thì em có thể làm cách là em gom bọn nó vào nhau. Ví dụ em gom là MA trừ MC vào với nhau đi. Nhỏ nó vào. MB trừ MD nhóm vào nhau đi. Đấy, thì đây vector CA không? Đây vector là gì? Vector DB. Đấy, thì tuy nhiên là hai thằng này này, CA đây, DB đây, thì thầy chuyển nó thành là vector CA nhá, thì thầy viết thành là hai lần vector OA đi. Được không? Ừ, CA bằng hai lần OA đi. Đấy, DB thì bằng hai lần vector OB. Đấy, thế thì chuyển này, sau đấy thì đặt hai ra ngoài. Trong là OA cộng với OB. Được không? Trong là OA cộng OB. Mà OA cộng với OB ấy
Đấy, OA mà cộng với OB thì mình có thể thấy, ví dụ chẳng hạn mình lấy trung điểm ở đây này, trung điểm Y ở đây, thì OA cộng với OB có phải khoảng 2 lần OI không? Đấy, 2 nhân với 2 lần OI, với Y sẽ là trung điểm của AB. Đấy, 2, 2 lần OI có phải là bằng 4 vector OI. Đấy, và OI thì mình tính ra rất đơn giản thôi, mình thấy là gì? Nếu Y trung điểm O là trung điểm, vậy OI bằng nửa BC là bằng A trên 2. Đúng không? Thì cái đấy bạn tự bạn đi bạn tính cho thầy nhá. À, thì vector với lại vector OI là O cố định, Y cố định nên là vector này là không đổi. Nhá, cái này không đổi là xong đây này. Đấy, cái vector này không đổi. Và còn bạn để ý nhá, còn thì khi tính độ dài vector U thì chính bằng độ dài của 4 lần vector OI. Hay bằng 4 lần đoạn OI. Nhá. OI thì bằng A trên 2 rồi, nhân ra bằng 2A. Đó, thì độ dài nó là 2A. Còn đấy, còn vector này thì không thuộc thuộc vị trí địa điểm M. Đấy, do cái này không đổi nên suy ra là gì nhá? Vector U nó sẽ không phụ thuộc vị trí của điểm điểm M. Ok. Đấy, ý thứ nhất của câu B đi, thứ hai câu B đây. Tính ra độ dài là 2A. Thầy gửi đường link bài về nhà lên trên nhóm này, các bạn lưu về nhá. Các em nên tải phần mềm Google Drive về, sau các em lưu về, lưu off về máy luôn cũng được, kể cả lúc mình không mạng mình vẫn xem được. Các bạn về làm thầy cái đề này nhá, cái đề của Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, thi năm 19-20. Ok chưa? Đấy, bạn nhìn nhá, đề giữa kỳ 1. Đấy, nó đề này thì toàn tự luận thôi, nhưng mà cũng có nhiều cái vấn đề để chúng ta ôn lại bài nhá. Chúng ta làm cho thầy cái đề này, làm tự luận đầy đủ ấy nhá, để mình nộp.